Rồi hello anh em. Nay anh em con tơ nha. Đây thả đến chậu ra. Tơ này thì máu lửa. Dễ chịu anh em. Hàng này nói chung chơi nó còn ba chấp ba nhát lắm. Mới chuồng học em lên khoảng chừng chắc được 5 ngày anh em. Nhưng mà chơi mạnh nha. Lên là chơi luôn. Cử chim luôn. Mà con này hơi cọc nha. Con này quýnh dây ok anh em. Quýnh bội hơi sơm. Quýnh nó không được hay, nó quýnh hơi chọt chọt ra, hơi cọc thôi. Cái nước chơi thì anh em coi khúc cuối á, nó càng chơi hồi nó càng ra bài nhiều, với lúc đầu hút chai chai nhìn thấy rậu chết lắm. Chim thì tôi nhắc à, anh em về bồi dưỡng thêm, nói chung thể loại này chưa đủ cộm luôn á. Anh em cần thì cứu hú em ha, hàng tuyển chọn nha anh em. Rồi chúc em xem clip vui vẻ nha. Tơ anh em